mọi người, lại là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm rất là hay ho. Thì đó, Thanh đang cầm trên tay đây, để đưa gần cho mọi người nhìn kỹ hơn ha. Đây là Total Calcium Magnesium và D3 của Blackmore, hay còn gọi là canxi, magie và D3. Thì cái này là một cái viên tổng hợp giữa canxi, magie và D3, sẽ là giúp cho mình hấp thu tối đa cái lượng canxi có trong cái viên này, và sẽ hạn chế tối đa cái việc lóng cặn canxi trong cơ thể mình. Khi mình sử dụng cái canxi này á, thì mình sẽ không sợ là cái canxi mình hấp thụ không hết, nó sẽ động lại trở thành sỏi thận, thì sẽ không bị cái tình trạng đó khi mình sử dụng cái canxi này. Vì trong đây á, nó có magie, nó có những cái thành phần giúp mà gọi là hòa tan hoàn toàn cái canxi bị dư thừa khi chúng ta đưa cho cơ thể. Mà nếu bị dư thừa thì nó sẽ hoàn và nó đào thải ra ngoài, chứ không sợ mà bị dư thừa lắng lại trong cơ thể. Thì đây là cái viên Thanh đang cầm trên tay, đó là cái viên Total Calcium. Thì cái hàm lượng calcium trong đây á, cũng khá cao, để dành riêng cho những người như là người già sợ bị loãng xương, thiếu canxi, hoặc là các mẹ đang mang thai cần bổ sung canxi, đặc biệt là các mẹ sau sinh rất cần bổ sung một lượng canxi rất lớn. Thì đây là cái hàm lượng canxi rất tốt cho các mẹ sau sinh, và đặc biệt nó là trẻ em đang trong giai đoạn phát triển chiều cao và thanh thiếu niên đang dậy thì cần phát triển chiều cao, thì cái sản phẩm canxi này nó rất phù hợp cho những người đang cần phát triển chiều cao. Nếu mà nói thì nó xài cái canxi này nó sẽ là ok hơn rất nhiều so với mình xài canxi không với lại D3. Thì đây là cái canxi mà trong đây là nó lấy từ 3 nguồn canxi, chứ không phải là chỉ có một cái thành phần khoáng chất canxi duy nhất thôi. Thì Thanh sẽ nói, hôm nay Thanh sẽ nói về cái bảng thành phần của cái sản phẩm này, rồi Thanh sẽ nói đối tượng sử dụng và hướng dẫn sử dụng cho mọi người cách sử dụng canxi này luôn, hoặc là nên kết hợp những sản phẩm nào nếu mình đang muốn tăng chiều cao, hoặc là mình nên kết hợp với những sản phẩm nào nếu là mình không nên kết hợp với những sản phẩm nào, mọi người nha. Thì bây giờ Thanh bắt đầu nói về cái vấn đề là mình nói về thành phần đi. Thì ở đây thành phần Thanh sẽ focus nó gần vô cái bảng thành phần cho mọi người có thể nhìn nha, hoặc là mọi người có thể lên trang của Thanh, Thanh sẽ chụp rất rõ cho mọi người coi bảng thành phần trên đó luôn. Thì ở đây canxi sẽ là ba nguồn, đầu tiên là calcium citrate, sau đó là calcium phosphate, và cuối cùng là calcium amino acid chelate. Thì cái calcium citrate nó với lại cái calcium phosphate thì nó là một dạng muối calcium. Dạng muối này á, calcium này thường được đính vô cái hàng là calcium vô cơ. Vô cơ là những cái canxium mà phải cần một cái acid amin nào đó để cho nó có thể hấp thu vào cơ thể, chuyển hóa và hấp thu vào cơ thể, hoặc là những cái canxi này nó có ở trong những cái vỏ sò, vỏ trai. Thì những cái đó mình sẽ không ăn được, mình sẽ không phải là thức ăn hữu cơ, mình sẽ không ăn được những cái đó. Thì những cái đó người ta sẽ là chiết xuất ra để mà trở thành canxi, đó là canxi vô cơ. Còn cái calcium amino acid chelate là cái canxi hữu cơ. Cái canxi hữu cơ này thì có đa số là trong thực phẩm, thì chúng ta có thể tự ăn vào, chúng ta không cần dùng bổ sung. Thì cái canxi hữu cơ này nó sẽ không lắng cặn và nó tan hoàn toàn và nó hấp thu tối đa vô cơ thể mình luôn. Thì ở đây ba nguồn canxi: calcium phosphate, calcium citrate, calcium vô cơ thì thường là muối canxi citrate, hoặc là canxi carbonate thì là những cái canxi mà vô cơ. Thì ở đây mình có hai nguồn, và tổng cái lượng canxi total calcium là 229,2 mg trên một viên. Và bình thường nếu một người trưởng thành, một người đang muốn hỗ trợ canxi nhiều cho cơ thể, thì mỗi ngày sẽ sử dụng 3 viên này là cái hàm lượng canxi rất tốt, rất dồi dào để mà chữa lành những cái vấn đề về xương khớp, hỗ trợ về xương khớp và củng cố hệ xương khớp. Và nếu dư ra thì trong đây nó sẽ có cái thành phần là calcium amino acid chelate, thì nó nếu trong đó canxi này nó dư ra thì nó sẽ hòa tan và nó sẽ được đào thải. Và đặc biệt là có magie thì nó cũng sẽ hỗ trợ để mà hấp thu canxi. Ở đây magie cũng có vài nguồn chứ không phải một nguồn duy nhất, đó là magnesium phosphate. Thì là trong những cái mà chất khoáng chất hữu cơ, thì trong đó là có là
canxi nè, kẽm, mangan, sắt, đồng và magie. Thì ở đây magie của mình cũng sẽ có magnesium phosphate, magie oxit heavy và đó, magie amino acid chelate là cái magie hữu cơ. Thì nếu mà những cái sản phẩm này á, những cái gốc có magie này mà kết hợp với nhau á, thì khi mà nếu mà nó dư ra thì nó sẽ không có gây lại cái tình trạng là động lại trong cơ thể. Và cái hàm lượng magie trong đây á, với lại cái hàm lượng canxi là hàm lượng 2:1, có nghĩa là 2 canxi và 1 magie là cái hàm lượng vàng khi mà kết hợp giữa canxi và magie. Ở trong đây lại có thêm là vitamin D3 200 EU trên 200 đơn vị trên 1 viên. Nếu một ngày chúng ta sử dụng 3 viên thì sẽ là 600 đơn vị. Người lớn rồi thì sẽ không cần mà bổ sung cái lượng vitamin D3 quá nhiều, tại vì người lớn có ra ngoài, có làm gì, có tiếp xúc, và cái nguồn thực phẩm của người lớn nó cũng sẽ khá là dồi dào, nên sẽ không sợ. Nếu hàm lượng nó 600 đơn vị là sẽ không sợ mà bị thiếu vitamin D3 nữa. Đặc biệt trong sản phẩm này thì lại có là có cả vitamin K1 nữa. Theo như mọi người cũng biết là vitamin K, magie, D3 nó đều hỗ trợ để mà hấp thu chuyển hóa canxi. Và cuối cùng ở đây chúng ta là có folic acid và vitamin C. Folic acid thì mọi người cũng biết là nó cũng tốt cho cơ thể, tốt cho hệ thống thần kinh rất nhiều. Và đặc biệt ở đây mọi người hay nghe Thanh nói, hoặc là nghe mọi người rất nói rất nhiều, đó là canxi không nên sử dụng với lại vitamin C. Thì tại sao cái đây là một cái viên canxi, cái viên chuyên về canxi, lại tại sao lại xuất hiện vitamin C ở trong đây? Thì vitamin C chúng ta đều biết là cái nhiệm vụ đầu tiên của nó, mọi người thường hay biết rất rõ, đó là tăng sức đề kháng. Khi mà bệnh thì ai cũng truyền tay nhau là nên uống cam nhiều, uống chanh nhiều để mà tăng vitamin C, tăng sức đề kháng. Thì tăng sức đề kháng và là trắng sáng da cho những bạn mà thích làm đẹp nè. Nhưng mà vitamin C nó còn có là giúp thêm cái sự trưởng thành của collagen. Mà collagen ở đây á, nó không phải là chỉ là collagen làm đẹp da, mà nó là cái collagen là cái gốc của protein sợi mô của liên kết gân, dây chằng, xương và sụn. Nên vitamin C nó có thể làm cho canxi trong ruột á, tạo thành một cái hợp chất tan, cải thiện cái tỷ lệ hấp thu vào cơ thể. Nên cái hàm lượng vitamin C trong đây là để giúp cho mà hấp thu canxi tốt hơn, chứ không phải là cái hàm lượng mà để cho nó phản ứng canxi nó không tốt. Chúng ta không nên tự kết hợp canxi và vitamin C vì chúng ta không có chuyên môn, không biết cái hàm lượng như thế nào là thích hợp, nó sẽ dư ra, nó sẽ gây hại. Còn ở đây, đây là một cái sản phẩm người ta đang nghiên cứu rất kỹ, nên cái hàm lượng vitamin C đã rất ok trong cái sản phẩm canxi và magie này. Nói chung cái bảng thành phần này rất là ok, người ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng và để không, và cái hãng cũng có tuyên bố là cái sản phẩm này nó sẽ không để lại cặn, nó sẽ những cái vitamin, những cái chất khoáng chất ở trong đây nó sẽ hỗ trợ canxi hấp thu toàn bộ cho cơ thể. Nếu những cơ thể không thể nào hấp thu hết toàn bộ thì nó sẽ là hòa tan và đào thải ra ngoài, chứ không lo mà nó sẽ là động lại cơ thể. Thì ở đây là, ở đây người ta nói là support calcium nè, vitamin D3 nè. Còn cái hướng dẫn sử dụng là người ta nói ở đây là người lớn thì mỗi lần dùng 1 viên và 3 viên mỗi ngày, cùng với sau bữa ăn thì sáng, trưa, chiều chúng ta sẽ, sau khi ăn chúng ta sẽ dùng 1 viên, nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà đặc biệt là mọi người ơi, mình sẽ dùng sáng, trưa, chiều chứ mình đừng dùng tối nha. Tại vì canxi á, buổi tối nó hấp thu không tốt, nó dễ lắng động. Thì cái sản phẩm này tuy là nó không lắng, nhưng mà mình sử dụng sản phẩm, mình sử dụng thực phẩm chức năng, vitamin đồ á, thì mình nên để cho nó, cơ thể mình nó hấp thu hết, chứ mà để uống vô rồi để đào thải ra chi uổng, thì mình khỏi uống đúng không? Thì mình nên uống sáng, trưa, chiều. Sáng, trưa là tốt nhất, nhưng mà cái này mình nên chia thành 3 cửa, thì mình sẽ là sáng, trưa, chiều, chứ mình đừng uống tối quá. Canxi uống tối thì nó sẽ không hấp thu. Và đặc biệt trong đây có vitamin C nữa, thì vitamin C nếu mình uống vào buổi tối á, thì nó sẽ làm cho mình là khó ngủ, đầy hơi, khó tiêu. Thì mình tốt nhất là mình đừng có nên mà sử dụng cái viên này vào buổi tối, mình sẽ dùng sáng, trưa, chiều. Chiều mình có thể ăn một chút xíu gì đó, nói chung là đừng để bụng trống, bụng đói là mình dùng mà thuốc là ok thôi mọi người. Chứ đừng có để mà tối quá, hoặc là ít nhất thì trước khi đi ngủ vài tiếng mình sử dụng. Ví dụ như mình đi ngủ 10 giờ đi, thì trễ nhất là tầm 7 giờ là mình
uống đi, chứ đừng có mà để gần giờ ngủ quá mình uống, mình sẽ gây là cái vitamin C nó sẽ gây cho mình hơi khó ngủ. Và đặc biệt nữa, nếu mà càng về tối thì cái canxi nó sẽ càng chậm hấp thu, nó không hấp thu được vô cơ thể thì rất là tiếc viên của mình. Có như là mình một ngày mình cố gắng mình uống 3 viên nhưng cuối cùng cơ thể chỉ hấp thu được 2 viên thôi. Thì là nếu mình đó là cho người lớn, còn đối với trẻ em dưới 18 tuổi thì nên hỏi ý kiến bác sĩ khi sử dụng cái sản phẩm này, tại vì sản phẩm này là dành cho người lớn mọi người nha. Thì những người trên 18 tuổi, những người muốn vị thành niên muốn tăng chiều cao thì cái sản phẩm này rất phù hợp cho những người tăng chiều cao, cần hỗ trợ để tăng chiều cao. Thì hôm nay Thanh nói tới đây thôi. À, để Thanh nhớ coi, nếu mà muốn sử dụng kết hợp á, thì mình có thể sử dụng cái viên calcium này chung với lại, mà nếu một người mà muốn như người lớn tuổi đi, muốn mà hạn chế đau xương khớp đồ á, mình có thể kết hợp viên calcium này chung lại với một viên mà dầu cá omega 3. Nghĩa là mỗi lần mình sẽ uống một viên này, một viên dầu cá, nó sẽ giúp là hòa tan cái viên này tốt hơn và hấp thu cái viên này tốt hơn mọi người ha. Còn nếu mà mọi người đang sử dụng như là sụn cá mập, glucosamine, thì mình sẽ coi hiện tại là mình sử dụng hàm lượng như thế nào. Tại vì nếu mà sử dụng sụn cá mập, glucosamine đa số là mỗi ngày sử dụng một viên, thì mình vẫn có thể sử dụng kèm cái này canxi này vào, nhưng mà mình sử dụng ít lại, chứ mình không nên sử dụng mà nhiều quá, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Còn nếu sụn cá mập thì sụn cá mập mình có thể sử dụng từ 1 tới 3 viên mỗi ngày, thì tùy theo cái lượng sử dụng sụn cá mập mà mình sử dụng chung như cái này. Thì nếu mọi người có thắc mắc thì mọi người có thể mà comment ở dưới đây, hoặc là vô trang Facebook của Thanh là Hàng Úc Sách Tay Any Baby, hoặc là trang Facebook chính thức của Thanh là Thanh An, hoặc là app Zalo của Thanh là 0769845698 để mà nhắn tin cho Thanh hỏi kỹ hơn, hoặc là gọi trực tiếp cho Thanh cũng được. Nhưng mà gọi trực tiếp cho Thanh thì nhiều khi là Thanh bận hoặc là đang bận cuộc gọi khác thì lại không có nhận được cuộc gọi của mọi người liên tục được. Thì mọi người có thể mà nhắn tin Zalo, Facebook, Viber cho Thanh đều được hết. Số điện thoại là 0769845698, Thanh có ghi ở dưới đây số điện thoại đầy đủ và link trang Facebook, trang Facebook cá nhân của Thanh, mọi người cứ ấn vào để mà tham khảo nha. Bye bye mọi người.